Xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các tình yêu. Đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu cùng trò chuyện với nhau đi. Và ngày hôm nay thì Thanh Hằng cũng có rất nhiều những cái câu chuyện ngoài những cái nội dung mà Thanh Hằng đã thông báo từ trưa. Thì buổi tối nay thì Thanh Hằng cũng có rất nhiều những cái câu chuyện mà khi mình đi Thái Lan sau một cái chuyến mà chuyển giới không thành công nó cũng có rất nhiều những cái điều kỳ thú, nó cũng có rất nhiều những cái điều tuyệt vời. Rồi, xin chào anh Nguyễn Thanh. Xin chào anh Nguyễn Thanh. Xin chào Nguyễn Minh Thắng. Xin chào Nguyễn Minh Thắng ạ. Dạ vâng, khi các anh các chị đã yêu mến, trân quý cái tình cảm của Thanh Hằng thì anh chị xem thì anh chị hãy gì ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Hãy chia sẻ cái livestream này đi để cho tất cả những bạn bè của chúng ta, và các anh các chị hãy chia sẻ lên trang cá nhân của mình, và đặc biệt nữa là chia sẻ với các hội, các nhóm để giúp cho Thanh Hằng có thể là tạo ra những cái giá trị. Xin chào Hồ Minh Tâm. Đấy, sau một chuyến đi đổi chuyển giới không thành công về thì thấy xinh hơn đúng không? Đúng rồi, xin chào anh Đỗ Phong. Đó, thế thì chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy cùng nhau ạ, giúp Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái livestream này đến trang cá nhân của mình, và đặc biệt nữa là lên các hội, các nhóm. Đến khi nào mà đến khi nào ạ mà có đủ 15 người xem thôi ạ. Đủ 15 người xem thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ về cái nội dung của cái thông báo như trưa nay Hằng thông báo đấy ạ. Và có bao nhiêu người đã quản lý tài chính của mình một cách nghiêm túc ạ? Và có bao nhiêu người đã thực sự quản lý được tài chính của mình nghiêm túc? Và đây là quà tài chính cá nhân đấy ạ. Từ tài chính cá nhân thì sẽ quản lý được tài chính gia đình và tài chính doanh nghiệp. Đấy, cái đấy là một cái câu chuyện mà rất là hay. Thì khi mà Hằng từ đất nước Thái Lan mà về thì cũng giống như là cái chương trình thông báo đấy, Hằng đã sẽ chia sẻ với tất cả các anh các chị, gặp gỡ luôn các anh các chị trong buổi tối ngày hôm nay. Cái câu chuyện khi mà mình đi du lịch đất nước Thái thì nó có rất những cái điều thú vị, vô cùng thú vị. Và nếu như anh chị nào mà chưa đi hoặc là đang có những cái bước mà chuẩn bị để đi thì có thể là comment ở dưới, và Hằng sẽ chia sẻ những cái điều mà khi mà chúng ta đi á thì chúng ta cần làm gì. Vâng ạ, xin được cảm ơn tất cả các tình yêu của Thanh Hằng đã cùng xem và cùng like, cùng chia sẻ. Xin chào Vũ Trí Dũng, Bắc Giang. Xin chào anh Tiến Ngân. Xin chào chị Đỗ Thị Thúy. Dạ vâng. Các anh các chị ạ, các tình yêu của Thanh Hằng hãy gì ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này của Thanh Hằng đi để giúp cho tất cả chúng ta có những cái câu chuyện, có những cái giá trị mà sau khi mà Thanh Hằng rời từ Thái Lan về Việt Nam. Xin chào chị Băng Băng, xin chào chị Hạnh Nguyễn. Và có một cái điều vô cùng tuyệt vời là trong cái chuyến đi du lịch Thái Lan thì cũng có một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Đấy, như chúng ta vẫn nói với nhau là cầm kèng ấy. Đấy là chị Băng Băng, vô cùng xinh đẹp và tài giỏi. Nào, xin mời các chị hãy giúp Thanh Hằng chia sẻ cái livestream này đi ạ. Chia sẻ cái livestream này để làm sao đủ 15 người thôi. Đủ 15 người thôi là Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung của buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin chào các chị. Các anh các chị hãy chia sẻ các livestream này của Thanh Hằng đến các hội, các nhóm để giúp cho Thanh Hằng làm sao mà Thanh Hằng có những cái truyền tải những cái giá trị, những cái thông điệp và giá trị cuộc sống nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Khi nào đủ 15 người thôi ạ, đủ 15 người thì Thanh Hằng cũng sẽ chia sẻ cái nội dung. Xin chào Nguyễn Hương, xin chào chị Nguyễn Hương, xin chào Bùi Quang Tiến. Dạ vâng, đã gần đến cái đích rồi đấy ạ. Và trước khi mà chúng ta chia sẻ cái câu chuyện đó thì Thanh Hằng cũng sẽ xin chia sẻ một chút thôi ạ. Thực ra thì du lịch 5 ngày 4 đêm ở đất nước Thái Lan ấy thì vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời ở đây là gì? Thực ra ở đất nước họ không
không được đẹp như Việt Nam đâu ạ. Không được đẹp như Việt Nam. Thanh Hằng cũng đã đi khá nhiều lần. Nhưng mà Thanh Hằng cảm nhận một điều là nếu để nói tài nguyên thiên nhiên, du lịch thì không được bằng Việt Nam đâu. Nhưng họ gì ạ? Họ có cái cách kinh doanh của họ vô cùng tuyệt vời. Và thêm nữa là họ vô cùng yêu đất nước của họ. À, xin chào Lê Hảo. Rồi lâu chị cũng không ra Hải Phòng đúng không nào? Đấy, họ có cái cách kinh doanh của họ vô cùng là tuyệt vời. À, xin chào Nguyễn Hương. Xin chào Nguyễn Hương. À, chúng ta hãy hãy xem cái livestream này, và đặc biệt nữa chúng ta chia sẻ lên trang cá nhân của chúng ta, và chia sẻ lên các gì ạ? Lên các cái nhóm, các hội để giúp cho Thanh Hằng chia sẻ cái nội dung, cái giá trị mà chúng ta đem lại cho cuộc sống này. Bởi vì gieo thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặt. Wow, em đã chia sẻ 60 nhóm rồi. Xin cảm ơn Hồ Minh Tâm, một nữ tướng vô cùng tuyệt vời của trí tuệ Việt, và đặc biệt là một người em gái vô cùng thân thương đối với Thanh Hằng. À, xin chào Đinh Công Bình. Wow, nói hay lắm chị. Ừ, chị thì không hay lắm đâu. Nghe nói chung là chân thành và thân thương thôi. Wow, xin chào anh Trần Cường ạ. À, Hồ Minh Tâm thích quà tặng đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ mưa về quà tặng. Đó, cần có rất nhiều quà tặng để làm sao mà giúp cho gì ạ? Do chính mỗi một cá nhân, và đặc biệt nữa là cho các bé. Đấy, các mẹ lưu ý nha, các mẹ lưu ý. Có con ấy ạ, thì chúng ta hãy hãy xem cái chương trình livestream này, và đặc biệt nữa là gì ạ? Đặc biệt là hãy hãy chia sẻ trên các nhóm, các hội để giúp cho Thanh Hằng gieo được nhiều giá trị, tặng được nhiều quà hơn, đúng không nào? Đó, xin chào Tố Vân. Lâu rồi không gặp nha Tố Vân, chị đang ở Mạo Khê. Xong sau đó là hôm nào xuống đi, chị em mình gặp nhau nhá. Dạ, xin chào anh Trần Cường. Vâng ạ, chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này giúp Thanh Hằng với ạ. Chia sẻ cái livestream này giúp Thanh Hằng đến gì ạ? Đến các hội nhóm, để khi nào mà có đủ 15 người thôi thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung vô cùng tuyệt vời của buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt nữa là có rất rất nhiều các phần quà vô cùng hấp dẫn đối với từng cá nhân, đối với các cha bậc cha mẹ phụ huynh. Rồi, xin chào Thiên Hương. Xin chào Nguyễn Văn Nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả các anh các chị, và các anh các chị Thanh Hằng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị đã vào xem livestream của Hằng, và đặc biệt là chia sẻ lên các nhóm để giúp Thanh Hằng mang được nhiều giá trị đến cộng đồng hơn. Xin chào chị Ngô Khoa. Hải Phòng đúng rồi, lâu quá rồi cũng không 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 qua. Xin chào Diên Trần. Xin chào Hoàng Thị Vịnh. À, có con nha, chuẩn bị xem xong sau đó là sau đó là chúng ta có những cái quà tặng chương trình kỹ năng sống ở tại Mạo Khê. Thiên Hương Nguyễn, chị yêu lúc nào cũng xinh đẹp, em cũng xinh mà. À, lâu quá không được về Đà Lạt đấy, Thiên Hương. Xin chào Nguyễn Hiệp Chi này. Dạ xin chào anh Tiến Ngân. Dạ anh có khỏe không ạ? Vâng ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị, các tình yêu của Thanh Hằng đã đóng góp một phần rất là lớn trong sự gieo hạt của Thanh Hằng. Và Thanh Hằng cũng mong muốn rằng các anh các chị đã xem cái livestream này thì hãy chia sẻ đến các hội, các nhóm và chính lên trang cá nhân của mình để giúp cho Thanh Hằng và cùng Thanh Hằng gieo những giá trị vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta gieo thì ắt chúng ta sẽ được nhận. Đúng ạ. Vâng. Chào chào chị Hiệp Nguyễn nha. Rồi, chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này khi nào đủ 10 15 người thôi. Đủ 15 người thôi thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung. Và ngày hôm nay chúng ta có rất 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 nhiều các quà tặng. Rất 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 nhiều các quà tặng luôn. Và Thanh Hằng cũng sẽ hứa với các anh các chị là cái giữa của cái buổi livestream này chuyển giao từ nội dung này sang nội dung khác thì Thanh Hằng sẽ hát tặng các anh các chị một nhạc phẩm. Nhưng mà ngày hôm nay nha, Thanh Hằng sẽ gì ạ? Sẽ hát bo, không có không mic, không âm thanh luôn, để cho các anh các chị nhận thấy được rằng à đấy, đấy là cái giọng chất thật của Thanh Hằng đúng không nào? Rồi. Chị Hợp Nguyễn đi Đà Lạt nữa chị ơi. Ồ, hay quá.
Xin chào Thẩm mỹ Thanh Tâm. Các anh các chị ạ, mình có một 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 chị bạn, tức là Thẩm mỹ Thanh Tâm này này. Bạn ấy là người, bạn mới là một cái người có đôi bàn tay vô cùng vi diệu. Bạn đã đem lại cho những vẻ đẹp của người phụ nữ. Đấy là bạn ấy làm đẹp ấy ạ, làm đẹp nhưng mà dạng tiểu phẫu nhỏ thôi. Ví dụ như bạn phun xăm này, lông mày này, mí mắt này hay môi. Đấy. Bạn ấy cũng là cái người mà mang đến những cái nét đẹp cho người phụ nữ. Đấy là bạn Thẩm mỹ Thanh Tâm. Và các anh các chị hãy 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 like và chia sẻ, like và chia sẻ cái livestream này của Thanh Hằng. Thì sau đó thì Thanh Hằng sẽ gì ạ? Sẽ nói chuyện, trò chuyện và cái nội dung của ngày hôm nay. Và chúng ta được biết, Thanh Hằng đã thông báo từ buổi trưa đã. Có nghĩa là hai nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Cái thứ nhất là lý do làm sao mà mỗi một cá nhân của chúng ta phải quản lý tài chính cá nhân tốt. Đó. Cái nội dung thứ hai là cái giá trị, tức là cái lợi ích ấy, cái lợi ích của sinh trắc học số vân tay đối với từng nhóm độ tuổi như thế nào. Xin chào cô Vũ Khánh Vân, lâu quá rồi con không được gặp cô, nhưng mà hôm nọ thì con có được nghe giọng nói của cô trên đài tiếng nói rồi. Xin chào Lê Hảo, xin chào Thành Nguyễn, xin chào cô Vân đó, bạn bạn Chi Hiệp Nguyễn cũng đã chào cô Vân đấy ạ. Vâng, chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này giúp Thanh Hằng để làm sao mà đủ khi nào đủ 15 người thôi thì Thanh Hằng sẽ gì chia sẻ cái nội dung, và ngày như được thông báo rồi, hai ngày hôm nay tối ngày hôm nay chúng ta có hai nội dung, và đặc biệt chúng ta còn rất 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 nhiều các cái món quà, nhiều rất 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 nhiều những quà tặng vô cùng hấp dẫn đối với mỗi một cá nhân và đối với mỗi một chị ạ, con của chúng ta, tức là con của chúng ta sẽ cũng có những quà tặng, mà đặc biệt những cái quà tặng, món quà tặng là vô cùng là tuyệt vời. Xin chào Hoài Thương, sinh em bé xong rồi cũng ít được bay nhảy đúng không? Vâng ạ, một xíu nữa thôi, là chúng ta có đủ đủ người ạ, đủ người thì chúng ta hãy hãy thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung này. Xin chào anh Khải Trần, và đặc biệt là chúng ta hãy gì ạ, chúng ta hãy chia sẻ lên các cái nhóm, các cái hội để giúp cho Thanh Hằng, cùng Thanh Hằng gieo những cái giá trị vô cùng ý nghĩa như thế này. Và đặc biệt là chúng ta có quà tặng nha, chúng ta có quà tặng, mà những cái món quà tặng của Thanh Hằng đối với tất cả các tình yêu của Thanh Hằng nó vô cùng ý nghĩa, nó cả về gì ạ, về giá trị về vật chất và giá trị về con người. Cái đó là cái mà Thanh Hằng rất là mong muốn, và các anh các chị hãy hãy gì ạ, hãy giúp Thanh Hằng đi ạ, hãy giúp Thanh Hằng chia sẻ cái livestream này lên trên các hội, các nhóm, và khi nào đủ 15 người thì Thanh Hằng cũng sẽ gì ạ, sẽ chia sẻ cái nội dung của buổi tối ngày hôm nay. Các anh các chị hãy nhanh tay ạ, hãy giúp Thanh Hằng đi ạ, hãy giúp Thanh Hằng chia sẻ lên các cái nhóm và các cái hội, để làm sao mà chúng ta khi nào chúng ta đủ 15 người thôi thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung. Và Thanh Hằng đã hứa rồi nha, ngày hôm nay Thanh Hằng sẽ gì ạ, tức là giữa cái nội dung thứ nhất và cái nội dung thứ hai, Thanh Hằng sẽ hát tặng các tình yêu một nhạc phẩm. Và ngày hôm nay thì có một cái điều vô cùng tuyệt vời nữa là không gì ạ, không mic này, không âm thanh, và đúng bằng giọng của Thanh Hằng thôi. Rồi xin chào Thiên Hương, xin chào Thiên Hương. Quả Thái Lan đâu hả? Ok, ngày mai chúng ta hẹn hò nhau nha, trực tiến nha, trực tiếp nha Thiên Hương nha. Thanh Hằng cũng mới về thôi mà. Xin chào các anh các chị cũng đã là những cái người vào sau, thì hãy giúp Thanh Hằng chia sẻ cái livestream này ạ, đến các hội, các nhóm. Đến các nhóm thì em cứ mời vào là được mà. Xin chào Thư nha, Thư lâu lắm rồi không gặp. Lâu lắm rồi không gặp em. Năm nay là chị có một con trai thứ hai của chị học ở trường Trần Nhân Tông đấy Thư à. Rồi thì chúng ta hãy gì ạ, chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Còn một xíu nữa thôi là đủ, còn một người nữa thôi nào, là chúng ta sẽ đủ 15 người, thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung này, và đặc biệt là cái mong muốn của Thanh Hằng đó là tất cả những người trân quý tình cảm và yêu thương Thanh Hằng sẽ cùng Thanh Hằng gieo cái giá trị bằng cách các anh các chị hãy gì ạ, like và chia sẻ
cái chia sẻ cái livestream này lên các cái nhóm để giúp cho Thanh Hằng cùng các anh các chị chia sẻ cái giá trị, chia sẻ đi gieo cái giá trị. Và đặc biệt ngày hôm nay thì có rất nhiều ạ, rất nhiều các quà tặng. Xin chào Linh Vũ. Rồi, chúng ta hãy chia sẻ đi ạ. Còn một xíu nữa thôi mà. Đủ nha, đủ 15 người Thanh Hằng với chia sẻ nội dung. Đã có gì ạ? Đã có đến 14 rồi nha, mà chưa đủ là Thanh Hằng chưa chia sẻ đâu nha. Ok, Thư. Rồi. Đó, bởi vì khi mà đi Thái Lan ấy muốn chuyển giới tí, nhưng mà các bác sĩ ở bên Thái Lan họ họ nói rằng là thôi về đi, y chang đàn ông rồi rồi không phải chuyển giới nữa. Chị Hồng Nguyễn ạ. Rồi. Xin chào Phúc Hạnh Toàn, xin chào Phượng Hương. Anh các chị hãy giúp Thanh Hằng ạ, giúp Thanh Hằng cùng gieo những cái giá trị, cùng gieo cái giá trị này cho đến tất cả cộng đồng của chúng ta. Và đặc biệt ngoài cái việc mà chúng ta gieo được giá trị, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng vô cùng hấp dẫn. Và những cái quà tặng vô cùng hấp dẫn đó thì Thanh Hằng cũng sẽ chia sẻ với các anh các chị vào mỗi sau mỗi một nội dung, sau mỗi một nội dung ạ. Hay lắm nha. Lần này này Thanh Hằng có những quà tặng này. Thứ nhất là được giảm một cái giá, được một một giảm một cái giá vô cùng mà ưu đãi với mỗi một người, với mỗi một người làm tấm bản đồ cho chính mình để định vị mình, đó là sinh trắc học số vân tay. Và đặc biệt nữa là có các cái gì ạ, các cái khóa học, có các cái khóa học kỹ năng sống để dành cho các con. Và đặc biệt nữa là có các cái khóa học cho gì ạ, cho bố mẹ đó, ví dụ như là cái khóa học tiền và tâm linh. Và khi chúng ta kinh doanh thì chúng ta không để lại nghiệp quả. Làm thế nào để khi mà chúng ta kinh doanh chúng ta lại không để lại nghiệp quả đó. Và còn có những cái khóa nữa là gì ạ, là cha mẹ tỉnh thức đó. Không có nghĩa là chúng ta ở ngoài xã hội có rất nhiều những cái để chúng ta học, nhưng chúng ta học càng nhiều thì chúng ta lại còn có nhiều giá trị. Vâng ạ, xin tất cả các anh chị, các tình yêu của Thanh Hằng hãy chia sẻ đi ạ. 14 người Thanh Hằng cũng không không chia sẻ nội dung đâu nha. Rồi. Đúng rồi. Lúc đấy Thiên Hương đi làm cô giáo ha. Có lớp tình yêu 40 tuổi, alo. Lúc đó Thiên Hương làm cô giáo đúng không? Xin chào chị Phạm Phương. Chúng ta hãy giúp Thanh Hằng đi ạ, cùng đi gieo giá trị, cùng đi gieo giá trị cho cộng đồng, chia sẻ đến các hội, các nhóm và chính lên trang cá nhân của mình, và chính lên trang cá nhân của mình để giúp cho Thanh Hằng gì ạ, cùng đi gieo cái giá trị sống đó. Và đặc biệt là chúng ta còn có rất nhiều các chương trình quà tặng mà, đúng không nào? Xin chào chị Tinh Tâm. Bác sĩ chuyển giới Thái Lan bảo là bay như đại bàng nam rồi, không cần chuyển giới nữa. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Chị Hiểu Nguyễn ạ. Xin chào Đoàn Yến. Dạ, chúng ta chỉ một chút nữa thôi, các tình yêu nhanh tay giúp Thanh Hằng nào. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ đấy ạ. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái giá trị sống. Chúng ta cùng nhau đi gieo. Chúng ta cùng nhau đi gieo hạt, gieo giá trị sống. Xin chào Lê Định. Xin chào Lê Định. Lâu lâu rồi cuối tuần có về nhà có được nghe con đọc đọc tuyên bố không? Đọc cam kết không? Đó, các anh chị hãy gì ạ? Hãy giúp Thanh Hằng chia sẻ cái livestream này đi ạ, để cùng Thanh Hằng đi gieo giá trị. Cùng Thanh Hằng đi gieo giá trị. Đó. Ngoài cái việc mà Thanh Hằng chia sẻ về gieo giá trị cho con người, cho cá nhân, nhưng bên cạnh đó thì Thanh Hằng cũng mong muốn các anh các chị cùng đồng hành, cùng đi gieo với Thanh Hằng để giúp cho Thanh Hằng và tất cả các anh chị cùng gặt hái được nhiều thành công, bởi chúng ta gieo ắt chúng ta sẽ có gặt. Đúng không nào? Đó thì các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Chia sẻ cái livestream này để cho Thanh Hằng cùng các anh các chị đi gieo những giá trị. Xin chào Ngô Viết Lợi. Cứ khi nào mà chúng ta đủ 15 người thì Thanh Hằng chia sẻ nội dung. Bởi vì sao? Bởi vì Thanh Hằng cũng rất rất hiểu khi các anh các chị xem livestream mà lâu quá thì các anh các chị cũng gì ạ, cũng sốt ruột đúng không ạ?
Thế thì các anh các chị hay các tình yêu của Thanh Hằng thì hãy gì ạ? Hãy làm một cái động tác, tức là chia sẻ lên các nhóm, chia sẻ lên các hội để cho bạn bè mình và cho các nhóm cộng đồng của mình xem đi nào. Thì sẽ đủ, lúc đó sẽ đủ người. Lúc đó sẽ đủ người thì Con Thanh Hằng chào sẽ mẹ. mẹ chào con. Thì lúc đó thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Chia sẻ cái nội dung. Nào, xin mời tất cả các anh các chị. Đôi khi thì cũng có thể là cái tầm 9 giờ. Cái tầm 9 giờ thì nó cũng hơi sớm đúng không ạ? Xin chào Nguyễn Thị Thu Thủy. Ơi, chào chị Hằng, chị khỏe chứ? Ơi, chị thì chị khỏe. Đi về xong là khỏe em ạ. À. Rồi, thì tất cả các anh các chị, tất cả các gì ạ? Tất cả các tình yêu của Thanh Hằng hãy chia sẻ qua livestream này của Thanh Hằng. Khi nào đủ đủ bao nhiêu, đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung. Thanh Hằng cũng rất hiểu là những người vào sớm, những người mà yêu yêu quý cái tình cảm của Thanh Hằng, dành tình cảm cho Thanh Hằng thì cũng đã vào rất sớm rồi. Nhưng mà cứ cứ gì ạ? Cứ nghe Thanh Hằng chia sẻ, mong muốn là tất cả các anh các chị hãy kết nối với nhau, chia sẻ ra các giá trị cộng đồng thì cũng hơi hơi lâu đúng không ạ? Chưa nói đến được cái nội dung. Xin chào Thấm Phạm. Xin chào Thư Mới. Đấy. Thì các anh các chị hãy gì ạ? Hãy giúp Thanh Hằng đi ạ. Cùng với Thanh Hằng chia sẻ hay là gieo những cái giá trị sống cho cộng đồng. Để giúp cho chúng ta cùng nhau có những cái mùa gặt bội thu. Xin chào Duy Đông Nguyễn. Dạ. Các anh các chị hãy gì hãy xem hãy và hãy xem và chia sẻ cái livestream này đi ạ. Khi nào đủ 15 người thôi. Khi nào đủ 15 người thôi thì Thanh Hằng cũng sẽ chia sẻ cái nội dung của buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt là có rất 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 nhiều những món quà vô cùng hấp dẫn. Một xíu nữa thôi này. Xin chào anh Hoàng Trường Trường Hoàng. Xin chào anh Hoàng Trường. Lâu quá rồi em cũng không về Thái Nguyên đúng không ạ? Chỉ có một còn một xíu nữa thôi. Các anh các chị hãy dành tình cảm cho Thanh Hằng và chia sẻ trên các nhóm các hội đi ạ. Để có đủ người xem, có đủ người xem thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung. Xin chào Tống Thúy. Xin chào Tống Thúy. Chỉ còn một xíu nữa thôi nào. Chỉ còn một xíu nữa thôi là chúng ta được nghe Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung của buổi tối ngày hôm nay với hai nội dung vô cùng ý nghĩa, vô cùng sâu sắc. Và đặc biệt với bản thân của mỗi người. Với bản thân của mỗi người, đừng nghĩ rằng lớn chúng ta cần quản lý tài chính cá nhân, mà chúng ta hãy gì ạ? Hãy biết và hiểu được điều đó thì chúng ta hãy giáo dục con mình ngay từ còn rất nhỏ cũng đã phải quản lý tài chính cá nhân rồi đúng không nào? Và nha, ở đây Thanh Hằng sau sau gần 3 năm làm việc và cống hiến với cái ngành về con người, sinh trắc học dấu vân tay, thì Thanh Hằng mới nhận ra một điều rằng vô cùng tuyệt vời, đó là như thế này ạ. Vô cùng tuyệt vời, có những người họ có những giá trị lõi, họ biết cách, tức là họ chi tiết, họ gì ạ? Họ rõ ràng, họ cụ thể và họ quản lý tài chính của họ tốt. Nhưng cũng có người thì không. Xin chào Bùi Nguyệt, xin chào chị Hạ Nguyễn, xin chào chị Nguyễn Lan. Ồ, bây giờ đã đủ 15 người rồi, đúng không nào? Đấy, có một cái điều vô cùng là hay. Khi mình, những cái thứ gì mình có ở trong đầu thì chắc chắn sẽ có ở trên tay. Đúng không anh ấy, chị? Các anh các chị hãy gì ạ? Hãy giúp Thanh Hằng để chia sẻ cái livestream này, cùng Thanh Hằng đi gieo giá trị. Và bây giờ chúng ta cùng nhau, bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ nội dung thứ nhất. Cái lý do tại sao bạn lại phải quản lý tài chính cá nhân tốt. Xin chào anh Hùng Lâm ạ. Dạ vâng, xin chào anh Hùng Lâm. Cho Thanh Hằng hỏi tới tất cả các tình yêu của Thanh Hằng. Đã bao giờ bạn quản lý tài chính của mình một cách thực sự nghiêm túc bằng cách ghi chi tiết cụ thể chi phí trong tháng chưa? Đủ rồi. Đây bây giờ chị chia sẻ đây Tống Thúy. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Bạn đã bao giờ quản lý tài chính cá nhân của mình bằng cách ghi chép cụ thể chi phí hàng tháng chưa? Xin chào Lê Kim Nhân, Ngân. Chúng ta đã bao giờ làm điều đấy chưa? Cái thứ nhất này, cái thứ hai, vấn đề thứ hai này, có khi nào bạn cảm giác làm ra bao nhiêu mà cũng vẫn thấy thiếu và đặc biệt là chưa có tiền dư đúng nào? Tống Thúy, em thích câu những gì mình có ở trong đầu thì sẽ có ở trên tay, đúng mà, những gì mình có ở trong đầu thì chắc chắn mình sẽ có ở trên tay. Nhưng mà đặc biệt ở đây đó, chính vì như vậy
Từ xưa đến nay mình coi nhẹ cái việc mà ghi chi tiết chi phí, tức là cái quản lý cá nhân ấy, quản lý tài chính cá nhân. Ngày hôm nay Thanh Hằng sẽ chia sẻ với các anh các chị về vấn đề về quản lý tài chính cá nhân mà. Đó, thế thì vấn đề ở đây là gì? Chưa bao giờ mình nghĩ là mình cần phải chi tiết. Chưa bao giờ mình nghĩ mình phải chi tiết cái tài chính cá nhân, có nghĩa là chi phí trong tháng của mình. Đúng không nào? Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ ghi ra như thế. Và Thanh Hằng cũng chia sẻ một điều, đây chính là cái điều mà Thanh Hằng cũng đã trải nghiệm qua. Cách đây gần 20 năm, gần 20, chính xác là 19 năm. Thanh Hằng cũng đã gì ạ? Đã sử dụng một quyển sổ nho nhỏ và một cây bút để ghi chi tiết chi phí hàng ngày ra. Và khi mình tổng hợp cuối tháng đấy ạ, thì mình cũng thấy được giật mình là cái lượng chi của mình và cái lượng thu của mình đó. Và sau đó thì Thanh Hằng điều gì các anh các chị thấy không? Đây là câu hỏi thứ hai này. Có khi nào bạn có cảm giác là làm bao nhiêu tiền mà cũng không thấy tiền dư? Bao nhiêu anh chị có cảm giác này, comment comment ở dưới ạ. Tôi ạ. Wow. Rồi, như thế này thì rất rất là chúc mừng Tống Thúy đấy ạ. À, chi tiết nhưng vẫn thường xuyên bị thiếu tiền. À, kaka có nghĩa là chưa đúng nha. Có ghi ra rồi nhưng mà lại còn rơi vào một tình trạng như thế này nữa Tống Thúy này. Ghi ra rồi, xong đến cuối tháng chị Hằng cũng có một thời điểm giống giống như thế này, không biết là Tống Thúy có giống chị Hằng không nha. Tức là mình ghi ra rồi. Đó, mình ghi cuối tháng mình cũng cộng chi như thế nào và theo thu như thế nào. Nhưng giật mình thu ít hơn chi. Đó, và sợ. Đó, và sợ chúng ta lại không ghi nữa. Và chính Thanh Hằng cũng đã gặp phải điều đó. Tức là khi mình ghi ra quá chi tiết cụ thể. Khi mình ghi ra quá chi tiết cụ thể thì mình mới giật mình. Sau khi tổng kết cuối tháng đấy thì mình giật mình mới nghĩ ra một điều là ồ, thu thấp hơn chi, và từ đó trở đi mình không dám đối diện với sự thật và mình không ghi nữa. Và khi mình càng không ghi nữa thì cái phần chi của mình lại càng bị gì ạ? Bị bung lụa. Đấy. Cái phần chi của mình lại càng bung lụa. Ngô Vĩ Lợi em, rồi. Lê Kim Ngân em ạ. Đó, cái đó là cái mà Thanh Hằng đã trải nghiệm các anh các chị ạ. Thanh Hằng cũng mong muốn các anh các chị cùng đi gieo với giá trị này với Thanh Hằng nhé. Chúng ta hãy chia sẻ lên trang cá nhân của chúng ta và chia sẻ lên cả gì ạ? Lên cả các kênh hội, các cái nhóm để cho cộng đồng của chúng ta nhận được gì ạ? Nhận được rất nhiều những giá trị. Đơ luôn rồi chị ơi. Ở đây chị tất cả các tình yêu của Thanh Hằng có xem được cái livestream này của Thanh Hằng không? Mà sao Thiên Hương lại bị đơ luôn rồi? Em xem là mạng ở đó ra sao nhá. Giúp chị xem ở mạng ở đó có bị yếu không? Ở ở ở bên chị thì chị thấy rất là bình thường mà. Đúng rồi, chị sắp xếp bị thế rồi á. Tủi thân chị. À, đúng rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình phải làm thế nào? Mình thực ra mình phải đối diện với nó, mình nghiêm túc với nó và mình có khoản, tức là cái gì? Người ta gọi là điểm tới hạn. Đó, mình phải có cái điểm tới hạn và mình quyết tâm, tức là tháng này mình ghi ra nếu như cái gì nó không đáng chi thì mình phải biết gì ạ? Tiết kiệm chi phí. Đó, thế thì bây giờ chúng ta phải cùng nhau có những cái lý do để làm sao quản lý tài chính tốt. Đoạn này hay nhất, màn hình đứng im luôn. Thế à? Đấy, Tống Thúy thấy rõ mà. Thiên Hương Nguyễn. Chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy giúp Thanh Hằng cùng chia sẻ cái giá trị, cái nội dung, cái livestream này cho cộng đồng nhá. Thanh Hằng thực sự là vô cùng cảm kích, vô cùng là biết ơn đến tất cả các tình yêu của Thanh Hằng. Rồi, nào. Thế thì, và có một câu hỏi được đặt ra nữa là khi nào thì bạn cần phải nghiêm túc quản lý tài chính cá nhân của mình? Các anh, các chị và các tình yêu của Thanh Hằng nhớ một điều nha. Quản lý tài chính cá nhân. Khi mình đã quản lý được tài chính cá nhân của mình tốt, chắc chắn mình sẽ quản lý được gì ạ? Tài chính của gia đình, của doanh nghiệp của chúng ta. Đó. Hi, chị yêu. Thôi chúc. Đó. Thế thì chúng ta phải 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 thấy rõ được cái điều đó. Thế thì cái lý do gì?
Và làm thế nào để chúng ta quản lý được tốt tài chính cá nhân của chúng ta nào? Bao nhiêu anh chị mong muốn nào? Bao nhiêu anh chị mong muốn Hằng tiết lộ điều này nào? Comment ở dưới là tôi muốn. Nên ghi chị ha. Đúng rồi. Cái điều vô cùng quan trọng, bởi vì người ta nói rồi, càng rõ ràng thì càng dễ làm. Có đúng nào? À, xin chào Hoàng Hải Hòa nha. Ôi rồi ôi, cả họ cả tên cả điểm đệm này. Hôm nay Hằng mới về Mạo Khê nhá. Đó, thì chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này, cùng gieo cái giá trị với Thanh Hằng, cùng gieo giá trị với Thanh Hằng đi ạ. Nào, thì chúng ta hãy cùng nhau nhá. Cái lý do, có những lý do gì mà chúng ta phải quản lý tài chính cá nhân tốt. Thanh Hằng nhắc lại một điều nhá, chúng ta quản lý được tài chính cá nhân cho chính bản thân mình, chi tiêu. Và thì nếu chúng ta quản lý tốt thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ quản lý được tài chính của gia đình, và hơn nữa chúng ta sẽ quản lý được tài chính của doanh nghiệp. Và Thanh Hằng chỉ cố nhắc lại một điều, càng chi tiết càng rõ ràng thì càng dễ làm. Và những tháng đầu tiên, 3 tháng đầu tiên, chúng ta phải thực sự là chúng ta nghiêm túc với nó. Với Thanh Hằng thì có thể là 1 tháng đầu đi, các anh các chị cứ hãy chi chi tiêu ấy á, các anh các chị ấy cứ chi tiêu theo cái bản năng của mình đi, nhưng mà phải ghi nhá, phải ghi chép cụ thể. Xin chào Trúc Trần, Thanh em Thu Thủy Thủy. À, hóa ra là chị Trúc Trần với cả Thu Thủy quen nhau đúng không ạ? Chị xin chào chị Lâm Ngọc Lan. Và chúng ta thấy một điều là như thế, khi mà chúng ta phải ghi cái, chúng ta hãy thử nhá. Từ lâu lắm rồi, đã bao lâu rồi chúng ta không ghi chép thu và chi của chúng ta. Thì tháng đầu tiên bản thân chúng ta hãy cho phép chính mình tiêu như bình thường, nhưng mà chúng ta hãy nghiêm túc ghi ra giấy. Thì các anh các chị, các tình yêu của Thanh Hằng mới thấy một điều là chúng ta giật mình về cái điều tại sao mà chúng ta làm cũng khá nhiều mà chúng ta lại không có dư nhiều. Chị Hằng bên xin chắc hậu vân tay. Rồi, xin chào chú Huy Trần. Chào chào em, chào chị Trúc Trần. Rồi, xin chào Yến Nhi. Đó, cái điều mà Thanh Hằng muốn chia sẻ đấy là các anh các chị phải thực sự nghiêm túc với cái cách quản lý tài chính cá nhân của mình. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Chúng ta phải ghi chi tiết cụ thể, đúng không ạ? Bây giờ các anh các chị hãy giúp Thanh Hằng comment ở dưới là ghi chi tiết chi phí tháng, hoặc là ghi chi tiết, thế là được rồi, đúng không nào? Đó, thế thì đến bây giờ nếu như mình thực sự mình mong muốn mình có tiền, không phải nha anh các chị ạ, không phải là những người mà họ giàu có họ không ghi đâu nha. Khi mà Hằng tiếp xúc với rất nhiều những người giàu có, thành công, những triệu phú, thực ra thì họ đưa ra cho Thanh Hằng, thì Thanh Hằng mới ngộ ra một điều rằng đó, họ còn có những cái cuốn chi tiêu cụ thể rất là rõ ràng, phần nào là phần của chi phí nha, phần nào là phần của giải trí, phần nào là phần của xây dựng mối quan hệ, phần nào là phần của từ thiện đó các anh các chị ạ. Phần nào là phần tiết kiệm, họ ghi rất rõ. Và họ gì ạ, chúng ta hãy làm 3 tháng liền đi. Còn tháng đầu tiên thì chúng ta hãy tiêu thoải mái, nhưng chúng ta phải nghiêm túc và chúng ta đối diện với sự thật thì chúng ta mới biết rằng là à, tại sao tiền của chúng ta có những lúc làm ra rất nhiều nhưng vẫn hết. Và thường là chúng ta hay có những cái câu hỏi là sao có những cặp vợ chồng thu nhập người ta chỉ có 10 triệu một tháng thôi, đúng không ạ? Nhưng sau một thời gian thôi họ cũng sẽ gì ạ, có một cái khoản tiền và họ ít khi họ phải vay mượn. Nhưng đôi khi bản thân chúng ta có những lúc làm ra rất nhiều tiền nhưng vay vay đi vay thì lại là chuyện bình thường, đúng không ạ? Đó, đấy là cái cách mà chúng ta, xin cảm ơn Nguyễn Thiên Hương, đúng rồi, ghi chi tiết chi phí tháng. Xin chào Thu Thủy. Đó, chúng ta phải ghi ghi chép một cách cụ thể và chúng ta phải đối mặt với cái đó. Tháng đầu thì Thanh Hằng cũng khó chịu các anh ấy chị ạ, bởi vì mình cứ tiêu nó quen rồi, xong sau đó là mình phải ghi ra là mình thấy khó chịu. Chia sẻ một 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 điều rất là thật như thế. Nhưng mình gì ạ? Những cái gì mình hãy chịu khó làm những việc khó chịu đi thì mình sẽ có một cái kết quả vô cùng tuyệt vời đấy.
À, xin thưa các tình yêu của Thanh Hằng, Thanh Hằng ạ. Và các anh các chị hãy gì hãy chia sẻ cái livestream này để cùng đồng hành, cùng giúp Hằng và chúng ta cùng nhau đi gieo giá trị. Xin chào Hero Hùng nha. Đúng rồi, chúng ta phải ghi chi tiết cái chi phí của chúng ta, và cuối tháng chúng ta phải dành một cái thời gian nghiêm túc với nó để chúng ta rà soát lại việc chi thu của chúng ta, chúng ta cân đối cái phần mà chi phí của chúng ta, cái phần mà giải trí của chúng ta, cái phần mà cho sức khỏe của chúng ta, nó có 5 cái túi tài chính. Thế nhưng mà ở đây thì Thanh Hằng muốn nói với tất cả các anh chị, ở độ tuổi nào hay ở là hay bạn là ai, như thế nào, Thanh Hằng không quan tâm lắm. Nhưng Thanh Hằng quan tâm rằng khi chúng ta có thu nhập ít, chúng ta cũng phải quản lý tài chính cá nhân tốt. Và khi chúng ta quản lý được tài chính cá nhân từ khi chúng ta thu nhập ít, thì cái bội tăng, cái gia tăng mà khi chúng ta có cái thu nhập nhiều, thì chúng ta sẽ có cái việc mà chúng ta có tiền dư giả đấy ạ. Chúng ta sẽ có tiền đầu tư. Wow, nói mạnh quá à. Năng lượng, năng lượng. Xin chào Robert Nguyễn nha. Đó, thì cái đó là cái mà chúng ta phải ghi chi tiết tháng ra. Và chúng ta phải đối mặt nhé. Nhớ nhá, chúng ta phải đối mặt với nó. Chúng ta phải đối mặt với nó, điều chỉnh nó, sửa nó, thì chúng ta mới có một kết quả tốt. Đó. Bởi vì, vì sao ạ? Nhiều khi tại sao chúng ta có những câu hỏi kiếm tiền là chưa đủ đúng không? Chả khi nào đủ. Bởi vì có những lúc thì nhiều thì cũng thấy thiếu, mà ít thì cũng thấy đủ thôi. Đúng, chúng ta có thấy điều đó không ạ? Mà cái lý do là chúng ta phải đối mặt với sự thật, chúng ta ghi chi tiết ra. Bởi vì cái mà chúng ta quản lý tài chính tốt, đó là cái việc chúng ta cân đối được giữa thu chi và cộng với cái vấn đề mà chúng ta tiết kiệm được. Đấy, cái quỹ tiết kiệm. Và Hằng cũng bật mí với tất cả các tình yêu của Thanh Hằng nha. Thanh Hằng có một cái, Thanh Hằng ngày hôm nay thì lại để ở trên công ty rồi, không mang về nhà. Thanh Hằng có một cái túi nho nhỏ. Đấy, Thanh Hằng ghi ở ngoài là tự do tài chính. Tự do tài chính ở đây là gì? Mỗi một ngày Thanh Hằng bỏ vào đó nha. Hôm nào mà có tiền nhiều thì bỏ nhiều, hôm nào có ít thì bỏ ít. Các tình yêu nha, không cần là chúng ta ngày nào chúng ta cũng phải gì ạ, đừng đừng mà bỏ tiền vào cái quỹ tự do tài chính đó đấy, mà lại phải đi vay hoặc là làm cái điều gì đấy nó không đúng, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta hãy có một cái nho nhỏ như thế, nó giống như là tiết kiệm đấy ạ. Đó, thì chúng ta mỗi một ngày chúng ta bỏ ít thôi, kể cả có những lúc Thanh Hằng thì chỉ bỏ 20 ngàn thôi nha các anh các chị, mà tạo ra cho chúng ta có một thói quen. Có biết con là ai không? Biết, chồng Mai. Nhím Trần, xin chào Nhím Trần, xin chào Thúy Hà. Đó, cái điều mà chúng ta cần ở đây là chúng ta ghi chi tiết ra, và chúng ta luôn có một cái quỹ, người ta gọi là quỹ tự do tài chính. Hàng ngày chúng ta sẽ làm một thành một thói quen đi ạ. Đấy, chúng ta hãy làm một thành một thói quen của chúng ta. Hàng ngày chúng ta bỏ tiền vào đó, bỏ tiền vào đó, và chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa, bởi vì nó có hai từ tự do tài chính rồi. Thì chúng ta, thứ nhất là nó gì ạ? Nó cài đặt vào trong tư duy của chúng ta, cài đặt vào trong tiềm thức. Cài đặt vào trong tiềm thức của mỗi con người, mỗi bản thân chúng ta. Và sau đó là chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy, đấy là có một cái quỹ rồi. Đấy, tự do tài chính. Có những người hỏi rằng là ồ, thế ước mơ của bạn là gì? Trở thành triệu phú. Nhưng trước khi bạn muốn trở thành triệu phú, bạn hãy là tự do tài chính. Tự do tài chính ở đây, cái mục đích tự do tài chính ở đây là gì? Chúng ta phải có những cái khoản, đúng không? Thứ nhất là trang trải chi phí cuộc sống ra rồi, có tiết kiệm ra rồi, nhưng chúng ta phải có một cái quỹ, người ta gọi là quỹ dự phòng rủi ro. Trong khi đó lại còn có quỹ đầu tư nữa. Rồi, xin chào Nhím Trần. Muốn tiêu tiền phải có thu nhập nhiều như chị Thanh Hằng nhỉ? Không, cái chuyện ấy mà mỗi người đều có những thu nhập, nhưng cái quan trọng chị đang muốn nói ở đây là cái cách quản lý tài chính của mỗi cá nhân chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta không thực sự đối mặt với cái cách chi tiêu tiền của chúng ta đấy, thì làm bao nhiêu cũng thấy không có tiền đâu. Bởi vì thực ra Thanh Hằng cũng đã là cái người trải nghiệm qua điều đấy rồi. Trải nghiệm qua rồi. Thực ra một tháng mình làm, nếu như mình tính thu, mình nhẩm nhẩm thôi, bởi vì mình không ghi mà, mình nhẩm nhẩm ra mình thu thì cũng khá nhiều. Nhưng sao cuối cùng mình chẳng có tiền.
Đấy, đấy là mình chưa có kỹ năng, chưa có công thức về quản lý tài chính cá nhân. Đây nhá, chúng ta nhớ một điều là quản lý tài chính cá nhân. Đó. Xin chào anh Phúc Cao, xin chào Hương Mai. Đấy, cái lý do đầu tiên là kiếm tiền là chưa đủ. Và nhiều khi ấy, và chúng ta không không quan tâm đến cái việc chi phí của chúng ta không cân đối giữa thu và chi. Nên đôi khi là chúng ta cái việc mà chúng ta đi vay làm ra nhiều tiền nhưng vẫn đi vay. Đó. Còn được vay để kinh doanh nhá thì Thanh Hằng không nói đến điều đó. Đó. Vậy tại ít thôi, đang ở đâu đấy. Cô. Vâng, em đang ở nhà đây này. Ê, anh trai em ạ. À, em đang ở nhà. Đó, thế thì cái vấn đề ở đây là gì? Chúng ta phải chi tiêu. Chúng ta phải ghi ra. Chúng ta phải ghi chép ra đầy đủ. Và cái thứ hai nữa là các anh các chị đồng ý nếu để nói đến đến con số thì chúng ta có những thuật toán và Thanh Hằng cũng sẽ nói đến một chút cái thuật toán đấy. Chúng ta sẽ có một cái công thức như thế này. A nhân với B thì sẽ bằng C. Đó. A chính là gì ạ? A chính là thu nhập của chúng ta. A chính là thu nhập nha các anh các chị, tức là cơ hội tốt, là cái thu nhập kiếm tiền của chúng ta. Nhưng B là gì? B là sự quản lý tài chính cá nhân của chúng ta. B là quản lý tài chính cá nhân của chúng ta, tức là chúng ta chi tiêu. Tức là chúng ta chi phí. Hay nói cách khác là chúng ta phải biết được cái việc chúng ta chi phí hoặc là chúng ta chi tiêu hàng tháng như thế nào. Các chị đồng ý với tôi, nếu như A là một số nhưng nhân với B mà bằng 0, tức là cái mình không có cách quản lý tài chính cá nhân đấy ạ, thì C sẽ bằng 0, có đúng không anh chị? C chính là cái kết quả đấy các chị. C chính là kết quả. Đó, A nhân với B thì bằng C. Ở đây nhá, A là thu nhập, A là cái phương tiện để mình kiếm tiền về đấy. Thế còn B là gì? B là cách quản lý tài chính cá nhân của mỗi một cá nhân của chúng ta đấy, tức là quản lý tài chính cá nhân, và C chính là kết quả. Thế thì vậy chúng ta cùng nhau đi ạ. Vậy thì chúng ta cùng nhau thấy không? Đúng không nào? Đó, giả sử nếu như mà B bằng 0 thì điều gì xảy ra? A là một số dù lớn hay nhỏ, nhưng nhân với B có nghĩa là bằng 0 thì ra kết quả sẽ bằng bằng 0. Đấy, ngày hôm nay chúng ta thấy không? Chúng ta thấy thấy có vô cùng tuyệt vời không ạ? Chúng ta có thấy đúng rồi, Nguyễn Thị Thu Thủy ạ, nếu như mà chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ. Chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ chính là chúng ta mua sự rủi ro. Đấy cũng là một cách để chúng ta bảo toàn được quỹ tài chính của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì Thanh Hằng cũng cũng đã ý thức được điều này, mua bảo hiểm từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Đấy. Xin chào chị Hường, xin chào Nguyễn Đào. Đó, thế thì cái cách quản lý tài chính của chúng ta quay trở lại một cái việc quản lý tài chính cá nhân nhá. Quản Bây giờ chúng ta phải đi chi tiết hơn, đó là quản lý tài chính cá nhân. Đó. Bởi vì Thanh Hằng lại nhắc lại một điều, nếu như chúng ta quản lý được tài chính cá nhân tốt thì chúng ta sẽ quản lý được tài chính của gia đình, của doanh nghiệp của chúng ta. Và Thanh Hằng cũng lại một lời kêu gọi đến tất cả các tình yêu của Thanh Hằng đang xem livestream của Thanh Hằng, hãy chia sẻ cái livestream này đến các hội, các nhóm để chúng ta cùng nhau gieo giá trị sống. Các anh các chị có đồng ý không ạ? Nếu các anh các chị đồng ý với cái ý tưởng của Thanh Hằng thì các anh các chị hãy like và chia sẻ để giúp giúp cho Thanh Hằng gieo được nhiều giá trị. Đó, cái đó là cái mà quay trở lại với cái việc mà Thanh Hằng nói, đó là công thức. Các anh các chị có đồng ý với điều đó không ạ? Có một cái thuật toán vô cùng tuyệt vời là như thế. A là một số dù lớn hay nhỏ nhưng nhân với B mà B đó bằng 0 thì kết quả cũng sẽ bằng bằng 0. Nên là chúng ta ngộ ra, Thanh Hằng ngộ ra một điều là chúng ta phải biết quản lý cá nhân một cách tốt nhất. Đó. Thế thì ở đây chúng ta xin nào, chào chào Nguyễn Đào. Chào em xinh đẹp, một siêu mẫu, siêu thiết kế về thời trang tóc. Ai muốn kiếm tiền và chi tiêu hợp lý thì làm bản sinh trắc dấu vân tay để biết mình thuộc người như thế nào. Đúng rồi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là được. Cô ơi, anh dự kiến làm vốn riêng được không? Quản lý tài chính cá nhân cho mình xong rồi sẽ có gia đình. Đúng không nào? Thế thì ở đây đúng đấy. Bạn Nguyễn Thu Thủy nói một câu rất là đúng. Bởi vì sao? Khi mà làm sinh trắc vân tay
thì nói thật một điều là ai là người quản lý tài chính tốt, họ cũng sẽ quản lý được. Nhưng nếu như bên cạnh đó họ biết được và họ đối diện với những cái tài chính chi tiêu của họ thì họ sẽ có cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Xin chào anh xin chào anh Cao Thanh Tuấn. Em chia sẻ rồi chị. Ôi cảm ơn em Nguyễn Đào nhá. Đó, thì cái mà chúng ta phải quản lý cá nhân một cách vô cùng tốt. Đó. Làm bài báo cáo sinh chắc là biết được đấy ạ. Biết được là chúng ta có quản lý tài chính tốt hay không. Còn thực ra nếu như mà khi chúng ta làm để chúng ta biết được nếu chúng ta quản lý không tốt thì chúng ta phải rèn luyện. Đấy, cái cách mà Thanh Hằng rèn luyện còn đó là như vậy. Chúng ta phải ghi chi tiết tháng ra. Chi tiết tháng ra và chúng ta phải cân đối ngay kể cả cái việc này, giả sử chi phí của chúng ta phải nhìn lại, chúng ta phải nhìn lại là cái tháng trước của chúng ta, chi tiêu của chúng ta như thế thì có bị dư thừa ở chỗ nào không? Nếu mà như dư thừa như thế nào thì chúng ta sẽ cắt giảm chi phí. Ngoài cái việc chúng ta tiết kiệm ra rồi, chúng ta còn cắt giảm chi phí. Và một điều nữa là gì? Ngay kể cả cái việc đó là chi phí, còn giải trí của chúng ta thì sao? Đó, một một người thầy mà tôi được dạy trong quản lý tài chính cá nhân đấy, anh ghi một tháng ra. Thế mà cái phần giải trí á, cái phần đi bar á, cái phần giải trí của anh ấy, một là đi bar, hai là bạn bè ấy, karaoke nữa, nó lên đến ví dụ như một cái tháng đấy của anh ấy là không biết là 20, chi phí của anh là hơn hơn 20, 23 triệu. Nhưng mà anh ấy tập trung cho cái việc cái tiền đó nha. Cái tiền đó nó lên đến hơn 10 triệu cơ canh ấy chị. Đó, thế thì có phải là bị mất cân đối không? Thì chúng ta nhìn ra rõ ràng con số mà xin thưa với tất cả các tình yêu của Thanh Hằng là con số thì không bao giờ biết nói dối được. Đúng ạ? Thế thì chúng ta hãy phải đối diện với nó thì chúng ta mới biết người ta gọi là tiết kiệm hay giảm chi phí. Cái đấy là cái mà để chúng ta có những cái quỹ dự phòng rủi ro rất là lớn. Và chúng ta đôi khi chúng ta mong muốn chúng ta muốn là chúng ta tự do tài chính và thời gian. Nhưng nếu như chúng ta không biết cách quản lý tài chính cá nhân tốt thì chúng ta có thể khó khó có thể tự do tài chính lắm. Tự do tài chính ở đây Thanh Hằng muốn chia sẻ với tất cả các anh các chị đó là gì? Chúng ta phải luôn có một cái quỹ dự phòng rủi ro. Và đặc biệt là chúng ta có quỹ nhá, có quỹ đầu tư này, rồi đúng không? Có quỹ dự phòng rủi ro này, về chi phí này, rồi giải trí này, từ thiện này, sức khỏe này. Đó, nó có rất nhiều cái mà trong đời sống của chúng ta gắn liền. Một buổi riêng thì Thanh Hà sẽ chia sẻ từng cái phương thức một, cái cách làm chi tiết như thế nào. Ấy, ngay của Thanh Hằng để giúp cho các anh chị biết rằng đấy, Thanh Hằng đã làm như thế. Đó. Đôi lúc thì có thể là mình cũng nghĩ rằng mình điều chỉnh như thế thì mình có giống như kiểu như là gọi là có kẹt xỉ không, nhưng mà không. Không không đâu các anh chị ạ. Chúng ta phải thấy rõ được cái điều mà chúng ta tiết kiệm hoặc là giảm chi phí đi, nó là một cái việc vô cùng quan trọng trong quá trình chúng ta quản lý tài chính cá nhân. Chúng ta phải biết thu bao nhiêu và chi như thế nào. Đó. Và luôn luôn có một cái quỹ người ta gọi là bảo vệ tốt cho bản thân và gia đình ấy khi có biến cố. Cuộc đời của chúng ta thì không ai nói trước được. Không ai nói trước được cái biến cố nó xảy ra với mình bao giờ và lúc nào. Nhưng nếu như chúng ta biết quản lý tài chính cá nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ trở nên gì ạ? Tốt hơn. Đấy, dư giả hơn, đỡ mệt mỏi hơn khi chúng ta có biến cố. Thế thì khi nào thì chúng ta cần phải quản lý tài chính cá nhân? Ngay bây giờ chúng ta đã cần phải quản lý tài chính cá nhân rồi. Và ai là người phải quản lý cá nhân? Chính bản thân chúng ta và con em của chúng ta đã phải quản lý tài chính cá nhân rồi. Đó. Giả sử như là con trai Thanh Hằng thì có như thế này. Bạn ấy có một cái bình. Có một cái bình 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 hoa ở nhà thôi. Thế nhưng mà hàng ngày ví dụ như là bạn ấy tiết kiệm hoặc là bạn ấy có được một ai cho bạn ấy tiền hoặc là tiền ăn sáng thì có thể bạn ấy bỏ vào đó. Đấy. Khi mà bỏ tiền ở của con ra thì toàn 2.000 với 5.000, 10.000 thôi. Nhưng đấy là cái cách để cho con quản lý tài chính cá nhân tốt. Dạy cho con ngay từ khi nhỏ đi, biết là cái gì lên và cái gì không nên. Đó. Chào Đào Thu Hằng, xin chào Nguyễn Đào. Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này giúp Thanh Hằng, cùng Thanh Hằng gieo cái giá trị.
cùng thanh hằng gieo giá trị. Và đó chính là cái lý do tại sao mình phải quản lý tài chính cá nhân, đúng không ạ? Đó, đấy thì Thanh Hằng đã chia sẻ cái nội dung của Thanh Hằng chia sẻ, tức là cái đầu tiên là tại sao phải quản lý tài chính cá nhân rồi. Khi mà chúng ta quản lý tốt được tài chính cá nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tự do về tài chính. Không phải chúng ta nhiều tiền chúng ta mới tự do tài chính đâu ạ. Chúng ta tự do tài chính là chúng ta có những ngăn hộc, chúng ta có những điều tiết về chi phí, về thu của chúng ta. Khi mà chúng ta cần chúng ta cũng có một cái khoản. Đấy, một cái ý kiến rất là hay và Thanh Hằng cũng đã ứng dụng rồi đấy. Như là bạn Nguyễn Thu Thủy nói đấy, mua bảo hiểm cũng rất là tốt. Đó, đấy cũng là một cái quỹ phòng trừ rủi ro cho chúng ta rất tốt. Nhưng nó cũng là một phần trong quản lý tài chính thôi. Còn quản lý tài chính cá nhân thôi. Nhưng cái mà Thanh Hằng muốn chia sẻ với tất cả các anh các chị đó là các anh các chị phải ghi chép chi phí tháng ra. Chứ không thể nếu như mà chúng ta cứ gọi là ước lượng với cả người ta gọi là ước chừng ấy là không ổn đâu các anh các chị nha. Đấy, thế là cái phần thứ nhất mà Thanh Hằng đã chia sẻ với tất cả các anh chị, đó chính là lý do tại sao bạn phải quản lý tốt tài chính cá nhân của mình. Và Thanh Hằng chỉ nhắc lại một câu rằng khi bạn quản lý tốt tài chính cá nhân của bạn thì có nghĩa là bạn cũng sẽ quản lý tốt tài chính của gia đình cũng như là doanh nghiệp của mình. Đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Và đến bây giờ thì các anh các chị hãy gì ạ? Hãy chia sẻ và like rồi chia sẻ đến các nhóm. Xong phần nội dung thứ nhất. Cũng mất khá nhiều thời gian đúng không? Quá. Gần 10 giờ rồi. Gần 10 giờ rồi các anh các chị. Và đến bây giờ cái phần tiếp theo, Thanh Hằng cũng đã hứa là đã tặng các anh các chị một nhạc phẩm, đúng không ạ? Hát thì hát, hát một lần thôi, không hát hai lần nha các anh các chị nha. Bởi vì bây giờ là cũng là gần 10 giờ rồi, Thanh Hằng còn một nội dung nữa mà nhá. Thì Thanh Hằng cũng sẽ gửi đến các anh các chị một nhạc phẩm có tên Đừng Ví Em Là Biển. Bởi vì Thanh Hằng ở Hạ Long mà, đó, ở Quảng Ninh mà, là một tỉnh rất là nhiều biển đó. Thì các anh các chị hãy gì ạ? Hãy lắng nghe, hãy chia sẻ cái live stream này cho Thanh Hằng, để giúp Thanh Hằng, cùng Thanh Hằng để đi gieo giá trị, được không ạ? Vâng ạ. Thì ngày hôm nay nhá, Thanh Hằng đã nói trước rồi, không mic, không nhạc, và đúng bằng gì ạ? Đúng bằng cái chất giọng của Thanh Hằng. Và bây giờ Thanh Hằng sẽ hát tặng các tình yêu của Thanh Hằng một nhạc phẩm có tên là Đừng Ví Em Là Biển. Rồi ạ. Đừng ví em là biển sâu thẳm và bao la, thuyền nan em bé nhỏ không xa được bến bờ. Vì em là biển, nước mặn chát chân trời, giữa mênh mông vẫn khát, không uống được anh ơi. Đừng ví em là biển, càng sống càng cô đơn, mỗi năm ngàn trận bão tan nát cả tâm hồn. Em không là biển khơi, bến bờ nằm khắp muôn nơi, mà lòng em chỉ muốn của một mình anh thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là em thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là em thôi. Xin cảm ơn tất cả các tình yêu của Thanh Hằng. Xin chào Thiên Hương Nguyễn. Đấy, ngày hôm nay là Thanh Hằng đúng bằng chất giọng của mình, không có âm thanh và cũng không có cái gì trợ giúp. Đúng không ạ? Các anh các chị,
Các anh các chị, các tình yêu của Thanh Hằng hãy chia sẻ cái livestream này của Thanh Hằng để cùng cùng gieo giá trị. Xin cảm ơn anh. Em hay quá, chúc một buổi tối vui vẻ và ấm áp nhé. Dạ em cảm ơn anh. Và em vẫn còn có một cái nội dung nữa, đó là cái lợi ích, đó là cái lợi ích của khi mà chúng ta làm cái bài báo cáo sinh trắc vân tay ấy, đó chính là chúng ta định vị được bản thân và chúng ta thấu hiểu được khách hàng. Và cái quà tặng ngày hôm nay của Thanh Hằng gửi đến tất cả các anh các chị, đó là nếu như các anh các chị mong muốn để mình có một cái giải pháp hay có một cái công cụ để định vị bản thân mình, thì ngày hôm nay các anh các chị chỉ cần comment số điện thoại ở dưới và địa chỉ của các anh các chị. Thì các anh các chị, địa chỉ không cần quá dài ạ. Địa chỉ ví dụ như là chỉ cần là ở tỉnh nào đó hoặc ở huyện nào đó thôi, thì Thanh Hằng cũng sẽ có các cái văn phòng đại diện để các nhân viên, các chuyên viên tư vấn của Thanh Hằng đến hỗ trợ các anh các chị đến đó, và các nhân viên chuyên viên của Thanh Hằng sẽ hỗ trợ các anh các chị. Cái thứ nhất là chúng ta được test demo miễn phí nha. Thứ hai là khi chúng ta ra quyết định biết được tấm bản đồ của mình như thế nào thì chúng ta được giảm 20% các anh các chị nhá. Ngoài các chị ạ, chị cảm ơn Nguyễn Hoàng Nam, hay là em ạ, cảm ơn anh Ngân Tuyến. Dạ đó, thì nếu như mà chúng ta chỉ cần muốn biết được thì cái món quà tặng đó là gì ạ? Món quà tặng đó là, một thứ nhất này là demo miễn phí. Thứ hai là nếu như các chị ra quyết định để làm bài sinh trắc học dấu vân tay cho chính mình hay cho con em mình thì sẽ được giảm 20%. Và đặc biệt nữa là các anh các chị, nếu như ở Mạo Khê và Quảng Ninh, đặc biệt là Mạo Khê, thì các anh các chị có một chương trình dạy kỹ năng sống cho con một ngày, các anh chị nhé, một ngày ở tại trung tâm Linh Chi. Đó, các anh các chị chỉ cần gì ạ, comment ghi tên của mình, số điện thoại của mình thôi, thì Thanh Hằng sẽ có bên chăm sóc khách hàng ấy ạ, sẽ gì ạ, sẽ gọi điện cho các anh các chị. Đó, và đặc biệt là các anh các chị còn được nhận nhận gì ạ, nhận một vé. Có một chương trình này thì ở Hà Nội nhá. Tất cả các anh chị ở, ở gần Hà Nội hoặc là ở Hà Nội thì các anh các chị có cơ hội này, có vé, có một tấm vé đi học chương trình Tâm và Tiền, kinh doanh không để lại nghiệp quả. Đó, đây là tức là những cái tấm vé mà để chúng ta học và chúng ta phát triển bản thân vô cùng tuyệt vời. Nè, đúng không nào? Quà tặng nha, quà tặng thứ nhất là gì ạ? Là làm một bản sinh trắc học dấu vân tay cho mình thì được giảm bao nhiêu phần trăm ạ? 20%. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể chúng ta làm demo miễn phí. Và đặc biệt nữa là chúng ta có những được tặng một khóa học, tức là một khóa học dạy kỹ năng sống, cho trẻ đấy, từ 6 đến 14 tuổi, 15 tuổi đấy. Còn nữa là chúng ta còn có được một tấm vé học chương trình Tâm và Tiền, kinh doanh không để lại nghiệp quả ở Hà Nội. Đó, đấy là các cái chương trình quà tặng của Thanh Hằng. Và đặc biệt ra còn có rất nhiều các chương trình quà tặng khác đối ở với trung tâm Linh Chi nữa. À, các anh các chị ạ, các anh các chị hãy hãy like và chia sẻ giúp Thanh Hằng cái livestream này để cùng Thanh Hằng gieo cái giá trị cho cộng đồng với ạ. Dạ xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Và bây giờ là cái phần mà nội dung tiếp theo mà Thanh Hằng muốn chia sẻ với các anh các chị, đó chính là lợi ích của tấm bản đồ cuộc đời mình trong với từng độ tuổi. Đấy, tấm bản đồ mình của cuộc đời mình ấy, đó chính là sinh trắc học dấu vân tay đấy ạ. Chính là một cuốn full như thế này ạ. Khi mà các anh các chị làm thì anh chị sẽ có một cái cuốn full sinh trắc học dấu vân tay như thế này. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi với từng độ tuổi một, đúng không ạ? Từng độ tuổi một, từ 0 đến 6 tuổi. Thì khi mà chúng ta làm sinh trắc học dấu vân tay thì lợi ích gì? Cái thứ nhất là xác định được con của các anh chị phát triển não trái hay não phải nha. Phát triển não trái hay não phải, bởi vì cái giai đoạn phát triển đó là từ 0 đến 3 tuổi là phát triển về về não phải. Nhưng từ 3 đến 6 tuổi thì phát triển về về não trái. Đó, thế thì khi cái bài sinh trắc học dấu vân tay này nó xác định được, tức là
não trái và não phải của con anh chị hay của bản thân nhé, đây là bẩm sinh mà. Đấy, với từ độ 0 đến 6 tuổi thì Thanh Hằng cũng chia sẻ đấy, đó là phát hiện được ra là con bạn phát triển não trái hay não phải. Nếu như nó ở trạng thái cân bằng thì chúng ta biết được là để chúng ta phát huy. Còn nếu như nó lệch thì chúng ta phải giúp gì? Giúp cho con của chúng ta phát triển một cách tốt hơn. Bởi vì Thanh Hằng cái livestream trước Thanh Hằng cũng đã chia sẻ với tất cả các anh chị, đó là gì? Sinh trắc học dấu vân tay nó là một ngành khoa học, và đặc biệt là nó khám phá được giá trị tiềm ẩn, giá trị tiềm ẩn ở trong mỗi một con người. À, xin chào Út Hiền. Chị Tươi luôn xin chào tràn đầy năng lượng. Xin lại cảm ơn em. Đó, thế thì xác định được, định vị được cái tức là bẩm sinh của mình ấy, đấy, của mỗi một cá nhân. Thế thì đối với 0 đến 6 tuổi thì chúng ta xác định được não trái, não phải, và đặc biệt là khám phá được ra những năng khiếu của trẻ. Đấy, và gây dựng được cái sự tự tin cho trẻ. Trong quá trình khi mình hiểu được con mình rồi thì mình sẽ giao tiếp với con, nói chuyện với con hơn là mắng mỏ. Đấy, mắng mỏ đó. Và đặc biệt nữa là có một cái điều nữa là chúng ta phát hiện được ra cái phương pháp học thế nào là tốt nhất nha. Nếu như cũng là một môn nghệ thuật, các chị có đồng ý với Thanh Hằng một điều là nếu đã là môn nghệ thuật thì vẽ họ cũng gọi là nghệ thuật, đúng không ạ? À, và đàn ấy cũng là một môn nghệ thuật. Nhưng nếu như con các bạn mà có những đứa tại sao nó lại thích vẽ và lại không thích đàn? Đấy, nếu như phát triển não phải như thế là rất tốt cho trẻ. Đấy, nhưng có cái điều là chúng ta phải biết được, hiểu rõ được để chúng ta sống, chúng ta tương tác và chúng ta làm việc. Hay nói cách khác là với cái độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi là chúng ta biết được rất rõ điều đó. Đấy, và đặc biệt nữa là nhận biết được cái đặc tính của trẻ trong quá trình để chúng ta giáo dục, để chúng ta nuôi dạy con, chúng ta giao tiếp với con. Đấy, rồi chúng ta biết được cái phong cách phản ứng của trẻ. Đấy, tại sao có những bạn thì tức thì, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta nói ra là phản ứng ngay, nó bật lại ngay. Nhưng cũng có bạn thì sao? Cũng có bạn thì lại rất là nhẹ nhàng hơn. Đấy, lín nhịn hơn. Và cũng biết được cái rõ con đường, tức là định hướng được cho con mình ngay từ rất nhỏ. Và một lời khuyên của Thanh Hằng với tất cả các anh các chị đó là làm cho con từ sớm đi. Làm cho con từ sớm. Đấy là cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Thế còn cái giai đoạn tiếp theo nữa, cái giai đoạn tiếp theo nữa, nó là cái giai đoạn từ 6 đến 18 tuổi thì sao? Ngoài cái việc nha, ngoài cái việc khám phá được cái năng khiếu bẩm sinh ra rồi, ngoài cái việc mà gây dựng sự tự tin cho con ra rồi, ngoài cái việc mà biết được cái cách học tập của con bằng tai hay bằng mắt hay bằng vận động ra rồi, thì chúng ta còn nhận biết được các cái chỉ số, tất cả các cái chỉ số, tức là chỉ số thông minh này, chỉ số về cảm xúc này, chỉ số về sáng tạo này, rồi là chỉ số về EQ, EQ, rồi là có rất nhiều các cái chỉ số, có 9 chỉ số và đến bây giờ thì có 10 chỉ số. Thanh Hằng không đủ thời gian để kể ra đây với các anh các chị. Nhưng quan trọng để chúng ta biết các cái chỉ số đó để giúp cho con chúng ta làm sao? Cái gì mà yếu thì chúng ta phải khắc phục, còn cái gì mà mạnh thì chúng ta cứ phát triển. Và trong mỗi một cuộc đời của con người, đương nhiên 10 chỉ số này cũng rất là quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất đó là chỉ số cảm xúc, chỉ số vượt khó, chỉ số đam mê. Đúng không? Mỗi con người trong chúng ta đều có các cái chỉ số đó. Và chúng ta xác định được bằng khoa học để định dạng ra những cái chỉ số đó để giúp cho định hướng cho con chúng ta tốt, để giúp cho con chúng ta đi đúng được những khả năng của con mình. Chào Minh Tâm, xin chào Ngọc Lưu Ly. Đó, đó là cái mà trong cái giai đoạn đó. Và đặc biệt là định hướng được nghề nghiệp cho con. Chúng ta có đau đầu trong cái việc mà con mình ở cái độ tuổi mà bắt đầu vào cấp 3 đấy, xong sau đó rồi là vào đại học không? Chúng ta nhức đầu đúng không ạ? Rồi trong cái giai đoạn mà từ cấp 2 bắt đầu của lớp 6 á, lên đến cấp 2, lớp 6, lớp 7, lớp 8, các anh các chị có thấy rằng con của chúng ta có những cái trạng thái thay đổi về tâm sinh lý không? Đúng không? Cái đấy là cái mà Thanh Hằng đã trải qua.
hết rồi. Bởi vì con lớn của Thanh Hằng 22 tuổi rồi, còn bạn thứ hai thì năm nay cũng 16 rồi. Nên chính vì cái điều đó mà Thanh Hằng rất là thấu hiểu, rất là thấm nhuần những cái điều trong cách nuôi dạy con cái. Thế và bên cạnh đó thì cái quan trọng hơn nữa là biết được đặc tính tính cách của con, thì trong giao tiếp và trong học tập của chúng ta, của con ấy, chúng ta hiểu được, hiểu nó một cách rõ ràng. Và đặc biệt nữa là gì? Nó là một tấm bản đồ rồi, thì mình biết đâu là đường đi đúng để phù hợp với dạng năng lực của con mình, để mình định hướng cho con mình nó đi theo đúng khả năng của nó đó. Xin cảm ơn tất cả các tình yêu. Các tình yêu hãy gì ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này ra để cùng đi gieo giá trị cộng đồng với Thanh Hằng. Xin được cảm ơn tất cả các anh ấy chị nhé. Thế còn người lớn của chúng ta thì sao? Nào, người lớn của chúng ta như thế nào? Đây cũng là một vấn đề đây, đúng không nào? Đã có bao nhiêu người, có bao nhiêu người mà đang làm xin chào Ngô Quảng Lợi, xin chào Hằng Trần. Có bao nhiêu người nha, có bao nhiêu người trong số chúng ta đang làm cái việc mà chúng ta chưa thích, không thích mà chúng ta vẫn phải làm không ạ? Các anh chị có không ạ? Ngày xưa Thanh Hằng cũng đã có một thời gian như thế đấy ạ. Mình phải làm những cái việc mình không yêu thích, mà mình đã không yêu thích thì nó không chạm với đam mê của mình. Có đúng không anh chị? Đó. Thế thì đối với người lớn thì sao? Khám phá được những cái thế mạnh, khám phá được những cái thế mạnh bẩm sinh, hay nói cách khác là những cái hạn chế và những ưu thế, hay nói cách khác đó là những cái tố chất của chúng ta. Chúng ta xem là chúng ta có, tức là cái tố chất của chúng ta nó như thế nào đấy. Và đặc biệt là khi mà chúng ta phát hiện được ra cái tố chất, chúng ta phát hiện được ra những cái mà người ta gọi là năng lực của chúng ta, hay nói cách khác là cái sở trường của chúng ta, thì dễ kích thích vào đam mê và làm việc đúng với các cái tố chất đó, thì điều gì xảy ra ạ? Thì con đường thành công và hạnh phúc của chúng ta sẽ gần hơn. Có đúng không anh các chị? Và đặc biệt là nó còn tư vấn được cho mình định hướng nghề nghiệp. Đấy. Nên tại sao mà khi mà Thanh Hằng làm sinh chắc xong thì Thanh Hằng thấy một điều rất là thoải mái, đó là mình đã lựa chọn đúng với đam mê của mình, đúng với tố chất của mình, đúng với tính cách của mình. Xin chào chị Ngô Mai. Xin chào Trần Hằng. Đó, Hằng Trần. Có nghĩa là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải biết được rõ năng lực của chúng ta, chúng ta phải biết rõ tố chất của chúng ta. Đôi khi là chúng ta làm một công việc gì đó, chúng ta có phù hợp với cái công việc đó không? Và đặc biệt là đối với người lớn thì nó rất là hay, nó cũng chuyển sang một chút về gia đình nữa, nhưng mà đối với người lớn thì có rất nhiều nhá, có rất nhiều các cặp vợ chồng. Các cặp vợ chồng trước khi họ kết hôn, họ cũng làm bài báo cáo sinh trắc vân tay. Họ làm ở đây không phải là hợp thì ở với nhau, mà không hợp thì không ở với nhau. Bởi vì trong cái quá trình đầu của tình yêu thì bao giờ nó cũng đẹp đúng không ạ? Chả nhìn thấy gì cả, lúc nào cũng là màu hồng. Nhưng họ làm bài báo cáo này ra để làm gì? Họ biết là người bạn đời của mình có đặc tính tính cách gì, để mình tôn trọng cái cá tính đó và cùng nhau xây đắp hạnh phúc, và đặc biệt là giúp cho sự thành công của người đó và chính họ. Đấy, cái đó là cái mà cũng vô cùng ý nghĩa đối với mỗi một cá nhân của chúng ta. Đó, và chúng ta biết được cái cách quản lý của chúng ta như thế nào, và chúng ta biết được cái cách lãnh đạo của chúng ta ra sao. Cái này cũng là một phần để chúng ta biết được cái việc quản lý tài chính cá nhân của chúng ta thế nào, có tốt hay không. Làm sinh chắc học dấu vân tay viết đi các anh ấy chị nhá, nhá biết biết đấy, ai là người quản lý tiền tốt và ai là người quản lý tiền chưa tốt và ai là người quản lý tiền không tốt đó, họ cũng biết được ạ. Bởi vì phân tích não bộ chứ không phải là chúng ta xem chỉ tay đâu ạ. Đó thì đó là gì ạ? Đó là phân tích não bộ ra thì sẽ dễ nhận biết được điều đó đối với người lớn là như vậy. Thế còn đối với gia đình thì sao, đúng không ạ? Gia đình của chúng ta, khi mà chúng ta xây dựng gia đình song song sau đó chúng ta có con, thì chúng ta luôn luôn mong muốn cái gia đình của chúng ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng chỉ vì hai từ không hiểu nhau thôi cũng đã giúp cho chúng ta là gì ạ? Có những cái mà nó không được như ý. Thế thì đối với gia đình thì chúng ta điều đầu tiên là chúng ta thấu hiểu tính cách và tôn trọng cá tính của nhau để sống. Đó. Giả sử bây giờ nha, khi mà chúng ta làm sinh chắc ra rồi thì chúng ta mới biết rằng là bây giờ với mình mà có một cái anh chồng,
anh ấy là cái người mà rất là chỉn chu, rất 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 là chỉn chu đấy ạ, rất là chỉn chu thôi. Thế thì đi đâu anh cũng đầu tóc này, quần áo này, xong rồi còn xịt tí nước hoa. Bắt đầu người phụ nữ có điều gì xảy ra? À, nghĩ rằng là anh ý ghen, ghen với anh ý, hay là ra ngoài là anh ấy có người nào đó. Nhưng không phải đâu, chưa chắc, chưa chắc. Và có thể là người bạn đời đấy của mình, họ vốn họ đã có những cái đặc tính như thế rồi. Bởi vì đã là tính cách, đã là bản chất thì trời có sập xuống họ cũng như vậy. Và khi mình biết được là cái tố chất của họ như thế, thì điều gì xảy ra, mình sẽ là cái người thông cảm. Mình sẽ là cái người thông cảm. Và mình sẽ là người gì ạ? Hiểu được điều đó. Giải tỏa đầu tiên, giải tỏa đầu tiên đó là cho chính bản thân mình. Đúng ạ? Đấy, hoặc là như thế này. Một người phụ nữ thì người ta việc nhà người ta không đảm lắm. Người ta không đảm đâu ạ. Hoặc người ta làm người ta không được dọn dẹp gọn gàng. Thế nhưng một cái người đàn ông thì họ lại là gì? Họ lại là cái người mà rất là chỉn chu đấy chẳng hạn. Thì họ rất khó chịu khi có một cái người vợ làm đâu ở đó. Hoặc là họ rất là không vui khi mà nhìn thấy cái sự bừa bộn hay bề bộn ở trong nhà. Nhưng khi họ làm sinh chắc ra, họ biết. Họ biết là để làm gì? Thứ nhất là nhắc nhở nhau. Thứ hai là giúp đỡ nhau. Đó. Và cái điều đầu tiên như Thanh Hằng nói là chúng ta làm gì? Giải phóng cho chính bản thân mình đã. Giải phóng cho chính bản thân mình đó. Bởi vì đó là gì ạ? Đó là bản chất của họ. Trời có sập xuống vẫn là thế mà. Giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó rời. Thế nhưng khi mà chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Thông cảm và thấu hiểu. Chỉ có thông cảm và thấu hiểu thôi, tôn trọng thì chúng ta mới sống với nhau được bền lâu. Cái điều đầu tiên là chúng ta thấu hiểu về tính cách để tôn trọng cá tính của nhau. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết được, nhận biết được cái năng lực, hạn chế hay là ưu thế để giúp nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thanh Hằng cũng đã chia sẻ với tất cả các anh các chị rồi, với các tình yêu của Thanh Hằng rồi. Tiếp nữa là cha mẹ biết được nha, biết được ngoài làm cho con nó rồi thì làm cho cả gia đình đấy ạ, thì sẽ biết được tính cách của con mình. Tức là cha mẹ thấu hiểu con cái. Và ở đây có một cái vô cùng tuyệt vời. Biết được rằng là người mẹ lên dạy con học hay người cha dạy con học. Đấy các anh các chị ạ. Bởi vì khi mà có bài báo cáo sinh chắc ra, khi có bài báo cáo sinh chắc ra thì chuyên viên bên tư vấn của Thanh Hằng sẽ giúp cho các anh chị làm điều đó. Giúp cho các anh chị điều đó, đưa ra những cái lời khuyên cho các anh các chị. Là lên gì ạ? Lên cái người con này á, lên là để cho bố dạy hay cho mẹ dạy. Nó phù hợp cái trường năng lượng với nhau đấy. Đấy, nó phù hợp. À, thế thì làm cái bài báo cáo sinh chắc cho gia đình nó rất rất là ý nghĩa như vậy. Và luôn luôn hiểu được con trong quá trình gì ạ? Giao tiếp. Đấy, luôn luôn. Nên tại sao hai bạn nhà Thanh Hằng giống như là mình là mẹ như là bạn của các con ấy. Cái chuyện gì có thể con cũng tâm sự được, con cũng chia sẻ được. Bởi vì mình luôn luôn hiểu con, thấu hiểu con. Thì cái điều mà con nó dễ chia sẻ với mình hơn rất nhiều. Đó, cái điều là cái đấy là cái mà mình làm cha làm mẹ, làm các cha hỡi các bậc cha mẹ phụ huynh. Hãy làm để hiểu con mình, hãy làm để hiểu gì ạ? Hiểu cái người bên cạnh mình. Để làm sao giúp cho cuộc sống của chúng ta thành công và hạnh phúc hơn. Đương nhiên khi chúng ta thành công và hạnh phúc thì chúng ta sẽ nâng cao được cái giá trị gia đình. Và cái điều này cũng là một điều vô cùng tâm huyết với Thanh Hằng. Và đây cũng chính là sứ mệnh của Thanh Hằng. Giúp cho gia đình, cho mỗi một gia đình có một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn. Nếu mỗi một cá nhân trong gia đình định vị được gì ạ? Được bản thân mình. Bởi vì trước khi mình hiểu người khác, mình phải hiểu mình trước. Có đúng không các tình yêu? Đấy. Nào, các tình yêu hãy chia sẻ cái livestream này đến các nhóm hội và trang cá nhân của mình đi. Và để cho nhiều người xem hơn nữa, để cùng với Thanh Hằng gieo giá trị sống. Để gieo giá trị sống. Cái mà Thanh Hằng vô cùng yêu quý và vô cùng thích thú trong ngành, và đấy là sự đam mê. Đó chính là gì ạ? Nâng cao giá trị gia đình. Đấy, nâng cao giá trị cho từng gia đình khi mà làm sinh chắc học dấu vân tay. Đó, đấy là đối với gì ạ? Đối với gia đình.
Thế còn đối với các tổ chức doanh nghiệp thì sao? Ở trong đây có chắc chắn là trong cộng đồng của chúng ta thì có rất nhiều người cũng làm doanh nghiệp đúng không ạ? Ở doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp thì chúng ta khi mà làm báo cáo sinh trắc học dùng vân tay thì chúng ta sẽ đặt người tài đúng vị trí. Bởi vì mình là người sử dụng lao động, hay nói cách khác mình làm chủ doanh nghiệp, mình phải biết được, mình phải đánh giá được cái phong cách của nhân sự mình. Có đúng không anh ấy chị? Đánh giá được, à nếu như bạn đấy mà làm hành chính, ok thì sẽ để cho làm hành chính. Bạn đấy mà làm sale tốt thì hãy để cho bạn làm sale. Tránh trường hợp người ta có năng lực làm sale mà lại để cho người ta làm ở văn phòng hành chính, tức là người ta không phát huy được hết gì ạ, hết cái nội lực và bản thân của họ. Đó là một cái điều mà rất rất nhiều những ông chủ bà chủ doanh nghiệp vấp phải, đúng không ạ? Nhiều khi mà giao việc bản thân mình cũng thôi, mình hãy đặt mình vào người khác, giao cho mình cái việc nó không đúng năng lực của mình có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cái hiệu suất công việc nó cũng chỉ là một số phần trăm dưới bao nhiêu ạ? 91%, đúng không ạ? Nó là như thế rồi. Thế và cái tiếp tục nữa là gì? Phát huy được cái sức mạnh đội nhóm. Cái này cũng là một cái mà quản lý nhân sự cần cho một doanh nghiệp. Tức là mình phát huy được cái sức mạnh của đội nhóm để tạo ra một cái sự đột phá về doanh số. Đó. Giả sử nếu như cái nhóm mà họ làm sale tốt, đúng không anh chị? Mà để cho họ cùng làm với nhau thì có phải là đúng là đấy chính là đội nhóm không? Đấy là đẩy mạnh được cái sự đột phá và năng lực của họ lên thì doanh số có là đương nhiên. Nhưng có một cái nhóm mà họ lại chuyên nghiên cứu ví dụ như chi tiết về kỹ thuật thì chúng ta lại đẩy họ vào cái nhóm đó thì họ sẽ phát huy được hết những cái dạng năng lực đó. Đấy là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Đấy, khi mà chúng ta làm các cái tổ chức làm sinh trắc học dấu vân tay đối với các cái doanh nghiệp. Thế còn đối với các cái tổ chức ví dụ như là giáo dục, các trường học, các trung tâm thì sao? Đối với các trung tâm thì chúng ta cũng gì ạ? Chúng cũng biết được đâu là nhân tài, đâu là những học sinh có đủ cái khả năng, cái năng lực để trở thành lựa chọn ra những cái bạn ấy học, ví dụ như là thi trường này, rồi là thi quận này, rồi thi thành phố, thi tỉnh hoặc thi quốc gia. Đó, thì để tạo ra thành tích cũng rất là tốt. Mà thành tích ở đây là tạo ra là thật, chứ không phải là như một số cái vấn nạn của ngành giáo dục hiện nay như ở tỉnh Hà Giang đấy ạ. Đấy, đấy là một cái mà chúng ta cảm thấy rất là xót xa cho cái việc mà không trung thực, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta làm bài báo cáo sinh trắc vân tay dài này ra thì chúng ta biết được con hay là cái học sinh đó có dạng năng lực gì để cùng đầu tư với gia đình để con phát triển cái khả năng đó. Và đặc biệt nữa là đưa ra những cái phương pháp giáo dục để giúp đỡ con có một môi trường thích hợp tốt nhất. Đó chính là cái mà sinh trắc vân tay mang lại cho mỗi một cá nhân. Đó. Và cũng như là đã chia sẻ nhiều cái live stream này cho tất cả các tình yêu cũng như là các cộng đồng mạng rồi. Và Thanh Hằng cũng chỉ chia sẻ một điều rằng sinh trắc học dấu vân tay nó là một ngành khoa học. Nó giống như là một tấm bản đồ của cuộc đời mình. Khi đi ra ngoài, chúng ta mua một thứ gì đó, đúng không? Thì đặc biệt là chúng ta xem hạn sử dụng này, đúng không? Và chúng ta xem cái gì ạ? Hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta thì chúng ta lại sao nhãng việc đó, để đôi khi chúng ta luẩn quẩn với chính con người của chúng ta. Và đặc biệt nữa là chúng ta lại gì ạ? Chăn trở với chính con của chúng ta. Nên chính vì điều đó lên Thanh Hằng rất 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 mong muốn một điều là gì ạ? Hãy cùng với tất cả các tình yêu của Thanh Hằng, cùng với Thanh Hằng đi gieo những giá trị sống. Xin chào anh Đồng Kim Long. Dạ vâng. Đấy, đến giờ này thì cũng là đã là khá muộn, nhưng với Thanh Hằng thì Thanh Hằng cũng sẽ chia sẻ cái nội dung, hết cái nội dung của Thanh Hằng, và đặc biệt là có quà tặng, đúng không nào? Đó, thì Thanh Hằng lại nhắc lại những cái món quà tặng
Thứ nhất là chúng ta được test demo miễn phí. Các anh các chị chỉ cần comment số điện thoại và tên tỉnh thành của anh của các anh chị thôi, thì bên Thanh Hằng sẽ có những bên khâu chăm sóc ấy ạ, sẽ gọi điện cho các anh các chị và thiết lập cuộc hẹn với các anh chị xem là các anh các chị đến vào lúc nào. Đấy, thứ nhất là được test demo miễn phí. Thứ hai là khi các anh các chị hay các ra quyết định làm một bài báo cáo thì chúng ta được giảm là 20%. 20% của một bài báo cáo. Và tiếp nữa là sẽ có gì ạ? Sẽ có một chương trình free dạy kỹ năng sống cho các con từ 6 đến 14 tuổi, 15 tuổi. Bởi vì là Thanh Hằng cũng mong muốn là các anh các chị hãy cùng đồng hành một buổi với con thôi ạ. Cho con đồng hành cùng với Thanh Hằng thôi. Thì chúng ta sau một ngày thôi, Thanh Hằng không dám nói là con canh các chị tốt hẳn, nhưng chắc chắn sẽ có gì ạ, sẽ có những thay đổi. Bởi vì chỉ có một ngày thôi mà, các con ăn ở đó, ở chưa ở đó từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, chắc chắn là canh các chị về, canh các chị sẽ, con mình sẽ có những thay đổi đó. Và đặc biệt nữa, nếu như anh các chị ở Hà Nội còn có một cái khóa học, đó là tâm và tiền kinh doanh không để lại nghiệp quả. Đấy, cái điều đấy là cái điều mà rất là thú vị, bởi vì Hằng cũng có rất nhiều các đối tác. Thứ nhất là đối tác, thứ hai nữa là Thanh Hằng cũng rất mong muốn là mình bản thân mình phát triển cá nhân, cũng giống như là tất cả trong cộng đồng dân cư mạng của chúng ta cũng phát triển cá nhân. Thì bên cạnh đó thì sẽ có gì ạ? Sẽ có những cái giá trị mà ngoài Thanh Hằng đem lại, còn có rất nhiều những người khác đem lại. À, đấy là cái mà Thanh Hằng mong muốn. Đấy, khi các anh các chị hãy comment ở dưới, nếu như có con thì sẽ được gì ạ? Sẽ được gọi lại và trao đổi. Đấy, và đến giờ thì chắc có lẽ là cũng muộn rồi. Thì Thanh Hằng cũng xin cảm ơn, biết ơn vô cùng sâu sắc với tất cả các tình yêu của Thanh Hằng đã và đang xem cái livestream này để giúp cho Thanh Hằng có một động lực mạnh mẽ và đặc biệt là đi gieo giá trị cùng Thanh Hằng. Một lần nữa xin được gặp lại các anh các chị, các tình yêu của Thanh Hằng ở livestream lần sau, và chúc cho tất cả các tình yêu của Thanh Hằng có một giấc ngủ thật là ngon. À, nhớ nhá, nhớ chúng ta lại làm gì ạ? Thiền cà phê trước khi ngủ và thiền cà phê trước khi dậy. Các anh các chị nhá. Bởi vì chúng ta thiền cà phê thì chúng ta phải mang cái gì ạ? Cái năng lượng tích cực. Đấy. Và chúng ta gieo những cái điều tích cực vào trong con người của chúng ta, vào trong trái tim của chúng ta, vào trong não bộ của chúng ta, thì có những gì có ở trong đầu là sẽ có ở trên tay. Đó. Thì chúng ta mà hãy mang cái điều đó, những cái điều tích cực đó vào trong giấc ngủ của chúng ta. Đó là thiền 30. Thiền 30 phút các tình yêu nha. Và buổi sáng thức dậy, chúng ta hãy dậy sớm đi. Chúng ta hãy dậy sớm và chúng ta cũng dành 30 phút để chúng ta thiền cà phê. Chúng ta hãy gieo những chị ạ, chúng ta hãy gieo những ý niệm, hãy gieo những điều tích cực vào trong trái tim, vào trong tiềm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Một lần nữa Thanh Hằng xin cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh các chị đã quan tâm và cũng như là đã trân quý cái tình cảm của Thanh Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chị ở livestream sau. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.